tin tức thế giới, Trung Quốc kêu gọi Mỹ đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng. Phái đoàn Cộng hòa Séc đến Đài Loan thách thức phản đối của Bắc Kinh. Canada hủy bỏ thỏa thuận phát triển vaccine COVID-19 với doanh nghiệp Trung Quốc. Tại Việt Nam, 11 sáng kiến đang được ASEAN nỗ lực triển khai theo đúng lộ trình. Chính phủ yêu cầu xem xét việc mở đường bay thương mại đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Đắk Lắk khởi tố 4 đối tượng, nguyên là lãnh đạo cán bộ chi nhánh ngân hàng Agribank. Tú Trinh mời quý vị theo dõi ngay sau đây bản tin trưa. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Charlie Chan cho biết, Trung Quốc kêu gọi Mỹ đưa quan hệ giữa hai nước trở lại đúng hướng với quan điểm tôn trọng lẫn nhau, không xung đột và không đối đầu. Bình luận của ông Zhao được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump có những phát biểu chống Trung Quốc tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC vào cuối tuần trước. Liên quan đến việc chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, ông Zhao nói hành động này là một sự thao túng chính trị của một số chính trị gia nhằm đặt lợi ích đảng và lợi ích cá nhân của họ lên trên lợi ích quốc gia của Mỹ. Điều này không khả thi và cũng không thực tế, vi phạm hoàn toàn quy luật kinh tế thị trường, đi ngược lại ý chí độc lập của cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Những cách làm như vậy không được ưa chuộng và sẽ tiếp tục bị chỉ trích và phản đối mạnh mẽ từ mọi tầng lớp xã hội ở cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, ông Zhao nói. Thưa quý vị, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo cấp cao hôm thứ Bảy là Trung Quốc phải xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm để duy trì sự ổn định ở Tây Tạng, bảo vệ sự thống nhất quốc gia và giáo dục quần chúng trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa chia rẽ. Tại cuộc họp cấp cao về quản trị tương lai của Tây Tạng, ông Tập đã ca ngợi những thành tựu đã đạt được và khen ngợi các quan chức tuyến đầu, nhưng nói rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để làm giàu, trẻ hóa và tăng cường đoàn kết trong khu vực. Các chính sách của Trung Quốc đối với Tây Tạng lại được chú ý trong năm nay, trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang ngày càng xấu đi. Vào tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, Hoa Kỳ sẽ hạn chế thị thực đối với một số quan chức Trung Quốc liên quan đến việc ngăn chặn tiếp cận ngoại giao đến Tây Tạng, và nói thêm rằng Washington ủng hộ quyền tự trị cho Tây Tạng. Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Miloš Vystil đã đến Đài Bắc vào hôm Chủ nhật 30 tháng 8 trong một chuyến đi hiếm hoi của một quan chức cấp cao nước ngoài đến Đài Loan, một lần nữa đã khiến cho Bắc Kinh rất tức giận. Ông Vystil với tư cách là Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc cho biết chuyến thăm kéo dài vài ngày sẽ thúc đẩy các mối liên kết kinh doanh với Đài Loan và cương quyết nói rằng Cộng hòa Séc sẽ không cúi đầu trước sự phản đối của Bắc Kinh. Đối với Đài Loan, chuyến thăm của Cộng hòa Séc là một dấu hiệu đáng hoan nghênh trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày càng gia tăng. Tổng thống Séc Miloš Zeman đã tìm kiếm mối quan hệ kinh doanh và chính trị chặt chẽ hơn với Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013. Nhưng những nỗ lực của ông đã bị ảnh hưởng bởi kế hoạch đầu tư thất bại và Cộng hòa Séc hiện đang dao động về việc cho phép Huawei tham gia vào việc phát triển các mạng viễn thông thế hệ mới của mình. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Vào hôm thứ Sáu, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một công dân Trung Quốc đang là nhà nghiên cứu tại một trường đại học ở California đã bị bắt và buộc tội phá hủy ổ cứng máy tính trong cuộc điều tra của FBI về việc chuyển giao phần mềm nhạy cảm cho Trung Quốc. Quan Lee, 29 tuổi, ở Alhambra, California, một nhà nghiên cứu tại Đại học California, Los Angeles, đã bị bắt sau khi người ta thấy anh ta ném một ổ cứng bị hỏng vào một thùng rác bên ngoài căn hộ của mình vào tháng 7. Quan đang bị điều tra vì có thể đã chuyển phần mềm hoặc dữ liệu kỹ thuật nhạy cảm của Mỹ cho Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc và che giấu sự liên kết của mình với quân đội Trung Quốc trong đơn xin thị thực và trong các cuộc phỏng vấn với đặc vụ liên bang. Tội tiêu hủy chứng cứ có mức án tối đa là 20 năm tù. Tương tự tại Pháp, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Florence Parly hôm qua cho biết một sĩ quan cấp cao đã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm an ninh quốc gia. Theo đài phát thanh Europe One, một trung tá người Pháp có trụ sở tại Ý và đóng quân với NATO bị tình nghi đã truyền tài liệu nhạy cảm cho cơ quan mật vụ Nga. Khi được yêu cầu bình luận về báo cáo, bà Parly cho biết Bộ đã thông báo cho các công tố viên về vụ việc. Vị sĩ quan này đã bị cơ quan an ninh Pháp giam giữ khi chuẩn bị trở về Ý và bị biệt giam tại nhà tù La Santé ở Paris. Chuyển sang các tin tức về đại dịch. Thưa quý vị, Hồng Kông có thể phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ tư vào mùa thu và mùa đông. Và trong khi những gián đoạn đối với cuộc sống có thể kéo dài thêm từ 6 tháng đến 1 năm nữa, thì ngay cả sự trở lại bình thường cũng chỉ là một chiến thắng sau quá nhiều mất mát. Một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm đã cảnh báo vào hôm thứ Bảy. Giáo sư Doan Quốc Dung, một chuyên gia từ Đại học Hồng Kông, người tư vấn cho chính phủ về đại dịch cho biết, mặc dù số trường hợp mới được xác nhận hàng ngày đã giảm từ mức cao nhất là 149 vào cuối tháng 7 xuống còn khoảng từ 10 đến 20 trường hợp trong những ngày gần đây, thì thành phố này đã phải trả giá quá đắt về số người chết do virus và các tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
Thêm vào đó, ông Yuan dự báo đại dịch sẽ trầm trọng trở lại vào mùa thu và mùa đông sắp tới vì thời tiết mát mẻ, khô ráo giúp cho sự lây lan của hầu hết các loại virus đường hô hấp trở nên dễ dàng hơn. Và thưa quý vị, trong bối cảnh như vậy, nhưng hôm Chủ nhật 30 tháng 8, một hiệp hội ủng hộ dân chủ của nhân viên y tế Hồng Kông và một số các nhà hoạt động trong đó có Hô Su Wong đã kêu gọi tẩy chay kế hoạch xét nghiệm coronavirus của chính phủ Hồng Kông với lý do là có các nhân viên y tế từ Trung Quốc đại lục hỗ trợ. Từ ngày thứ Ba 1 tháng 9, một phái đoàn 60 người các chuyên gia y tế Trung Quốc sẽ tiến hành giúp đỡ chính quyền Hồng Kông thực hiện các cuộc xét nghiệm. Lãnh đạo dân chủ đối lập Winnie Yu cho biết, chính phủ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là sử dụng khả năng kiểm soát virus corona để làm bất cứ điều gì họ có thể làm và để làm hài lòng chính quyền trung ương Trung Quốc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đặt chính trị lên trên hết. Còn anh Hô Su Wong thì nói rằng, việc đóng cửa hoàn toàn biên giới sẽ là một biện pháp tốt hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus so với kế hoạch của chính phủ. Bằng không thì nó giống như việc thử thai mà không có biện pháp tránh thai. Tiếp tục một thông tin nữa liên quan đến COVID-19. Canada đã hủy bỏ thỏa thuận phát triển vaccine COVID-19 với công ty dược phẩm CanSino của Trung Quốc với lý do việc vận chuyển thuốc bị chậm trễ. Đầu tuần này, CanSino đã phủ nhận rằng sự hợp tác đã bị hủy bỏ. Nhưng Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia, một cơ quan được chính phủ Canada tài trợ, xác nhận rằng các thử nghiệm lâm sàng đối với ứng cử viên vaccine S5nCoV sẽ không được tiến hành ở Canada. Lý do là do sự chậm trễ trong việc vận chuyển các liều vaccine COVID-19 CanSino đến Canada, vì CanSino hiện đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 ở những nơi khác. Cơ hội này đã kết thúc và Canada đang tập trung đội ngũ và cơ sở vật chất của mình vào các lựa chọn vaccine khác. Thưa quý vị, nạn cháy rừng đang xảy ra khắp mọi nơi và mới đây nhất là Tây Ban Nha. Các nhân viên cứu hỏa và quân đội Tây Ban Nha hôm thứ Bảy 29 tháng 8 đã chiến đấu để kiểm soát một đám cháy rừng ở khu vực phía nam Andalusia. 500 người đã buộc phải sơ tán. Ngọn lửa bắt đầu vào thứ Năm 27 tháng 8, nhưng cháy suốt đêm do gió mạnh, vượt qua chu vi mà lực lượng cứu hỏa đã thiết lập xung quanh ngọn lửa. Hơn 200 nhân viên trên mặt đất và 26 máy bay vẫn đang thay phiên nhau chiến đấu với ngọn lửa. Và trong cuối tuần qua, thì Tổng thống Donald Trump đã có mặt ở Hồ Charles, Louisiana để trực tiếp nghe báo cáo về thảm họa do cơn bão Laura gây ra và các biện pháp ứng phó liên bang. Sau khi được thông báo về các thiệt hại, ông Trump đã ngồi xuống và ký một vài chữ ký, sau đó gọi nhóm người đang tham dự đến và trao chữ ký cho họ. Ông nói rằng, hãy bán cái này trên eBay tối nay, bạn sẽ kiếm được $10,000. Ông Trump còn nói ông cố tình không ghi tên mình vì như vậy thì sẽ đáng giá hơn. Tổng thống Mỹ nói bão Laura là một cơn bão cực kỳ tồi tệ và ông đến đây để hỗ trợ người dân cần mẫn của Louisiana. Văn phòng Chính phủ vừa mới thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19 tuần trước, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xử lý ngay việc mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản và Hàn Quốc và những nơi có hệ số an toàn cao. Trước mắt, Bộ chỉ đạo thực hiện chuyến bay đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Từ ngày 1 tháng 4, Việt Nam đã dừng toàn bộ đường bay thương mại với các nước. Gần đây, một số hãng hàng không nước ngoài đã được khai thác lại các đường bay quốc tế đến Việt Nam, song chỉ chở hàng vào và chở khách từ Việt Nam đi. Các chuyến bay chở khách vào Việt Nam vẫn được thực hiện theo kế hoạch của Bộ Ngoại giao. Hành khách là công dân có hoàn cảnh khó khăn, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao và đều được cách ly phòng dịch. Một thông tin kinh tế khác, thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ dừng xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không cánh diều. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải, trong đó đề xuất việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi, dự kiến là vào năm 2022. Dự án vận tải hàng không cánh diều có mục tiêu thành lập một hãng hàng không chi phí thấp, khai thác kinh doanh vận chuyển hàng không thường lệ với số vốn 1.000 tỷ đồng, tập trung khai thác các đường bay nội địa với các đường bay nối trực tiếp tới các địa phương có dung lượng thị trường nhỏ và các đường bay nối cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Nội Bài, Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa mới khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng, nguyên là lãnh đạo cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Các đối tượng bao gồm Trần Đình Tuấn, sinh năm 1958, nguyên giám đốc chi nhánh, Bùi Thị Như An, sinh năm 1974, nguyên phó giám đốc chi nhánh, Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1982, nguyên trưởng phòng tín dụng, và Nguyễn Văn Tuất, sinh năm 1983, nguyên phó trưởng phòng tín dụng.
Trong quá trình công tác tại Agribank chi nhánh Hòa Thắng, các đối tượng này đã thực hiện sai quy định của pháp luật liên quan đến số tiền cho vay của nhiều hợp đồng tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng. Và cũng liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi các Sở Y tế, Công thương Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Quản lý Thị trường, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã yêu cầu khẩn trương kiểm tra sản phẩm pate minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông, gọi điện, nhắn tin, cảnh báo trên website, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm của công ty này cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo kiểm soát các sản phẩm thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới có độc tố gây hại sức khỏe người tiêu dùng đang được bán trên địa bàn để có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời và thông báo ngay tới Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin trưa. Tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bản tin khác trong ngày. Xin chào tạm biệt.